Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sáng Sale. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta bảo mật cái tài khoản Gmail của mình để tránh bị hack khi mà chúng ta làm YouTube. Hôm bữa trước thì mình có xem một cái video của cái kênh VFake ngày trước thì bị ở cái tài khoản bên Pakistan ấy hack, rồi sau đó là livestream về coin của Element. Đấy, bạn ấy gặp một cái vấn đề đó là khi mà Google người ta gửi cái email về và khi kích hoạt tài khoản thì cái tài khoản nó lại liên tục bị sửa đổi. Nói chung là cứ gửi email về mật khẩu, cấp mật khẩu mới thì thằng hacker nó lại lấy cái tài khoản mật khẩu đó nó đổi liên tục luôn và không biết lý do tại sao. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể phòng hờ cái trường hợp này. Và nếu như trong tương lai mà các bạn có những kênh YouTube nổi tiếng thì mình nghĩ là cái này nó sẽ trở thành một cái rất là quan trọng cho các bạn á. Rồi, đầu tiên thì các bạn cũng phải biết là chúng ta phải đăng cửa bảo mật Gmail thì chúng ta sẽ có các bước như là kiểm tra URL trước khi đăng mật nhập nè ha. Rồi xác minh hai bước, gỡ bỏ ứng dụng liên kết, tăng độ khó cho mật khẩu, rồi đăng nhập ẩn danh. Nói chung mấy cái này thì mình chỉ nói lại để cho các bạn tăng cái độ bảo mật lên thôi. Còn cái cách khắc phục thì chúng ta sẽ xem ngay sau đây. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình đó là mail.google.com. Bây giờ các bạn hãy nha, ngay lập tức các bạn kiểm tra cho mình cái hòm thư mail của bạn bằng cái trình duyệt như thế này nhé. Sau đó các bạn click vào cái phần cài đặt ở góc màn hình. Ở đây là mình đang xài trên máy tính nha. Các bạn xem cái chỗ đó là xem tất cả chế độ cài đặt, các bạn click vô. Trong cái phần xem tất cả chế độ cài đặt này nè, các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái phần đó là chuyển tiếp và pop trên IMAP. Các bạn thấy không? Click vô. Nếu như ở trong đây của các bạn, cái phần chuyển tiếp này nó có một cái địa chỉ email ở trong đây thì tức là cái tài khoản của các bạn đang kết nối với lại một cái địa chỉ email khác. Khi mà bất kỳ một cái email nào gửi về trong cái email của các bạn thì cái email bên kia, cái email mà nó nằm ở trong cái phần chuyển tiếp này á, nó đều sẽ kết nối được với cái email đó và nó lấy luôn cả cái tài khoản hay là mật khẩu hay là tất cả các nội dung mà người ta gửi về email cho các bạn. Và cái này rất là quan trọng. Khi mà các bạn tải những cái ứng dụng crack, tải game lậu hoặc là các bạn coi GV đấy thì cũng rất có khả năng là cái mail của các bạn nó bị hack và nó bị dính cái này. Cái thủ thuật này thì tạm thời mình vẫn chưa biết lý do vì sao người ta có thể chèn vào được. Cái này thì nó hơi cao tay quá, mình không có tìm hiểu được. Cho nên là mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn cách thôi. Đó là các bạn vào phần cài đặt ha. Cài đặt nè, xong rồi vào phần chuyển tiếp pop IMAP này. Các bạn kiểm tra cho mình cái phần chuyển tiếp này có cái địa chỉ email nào hay không. Nếu có mà không phải là cái địa chỉ email mà các bạn thêm vào thì các bạn xóa ngay lập tức cho mình. Thì khi mà lỡ các bạn mất tài khoản Google, mất tài khoản YouTube mà người ta gửi về email cho các bạn cái mật khẩu mới thì các bạn cũng sẽ không bị mất cái tài khoản đó nữa. Rồi, mình nghĩ thì cái video này tới đây là đủ rồi. Nó chỉ là một cái tiện ích rất là đơn giản thôi. Và nếu như các bạn cảm thấy là cái video này của mình hay, hữu ích thì like cho mình một sub và một like video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình thì ít câu giờ lắm. Ok.